Hello, xin chào tất cả mọi người Hôm nay là cái ngày cuối tuần Thì em về đâu đó Nó được đâu đó hình như là 20, 28 28 than đất mép ha mấy anh ha Hoàn toàn là chim mép Gần như là chim truyền luôn rồi Chim này thì các anh về Các anh nuôi nó sẽ rất là mau Không phải là mau mà nó dễ nuôi ha mấy anh ha Đó, thì em sẽ ra demo trước cho các anh xem khoảng chừng 4 hoặc là 5 cái con thôi tại vì nó nó rất là nhiều mà chim thì nhỏ nếu mà ra hết uh, những cái thùng than đất như thế này thì nó sẽ rất là mất thời gian của các anh thì um, các anh nào mà ở tỉnh thì vui lòng chuyển khoản giúp em ha và cái chim này là chim đất nông chim chưa vô cám thì cái giá em bán là 100.000 ngàn một con chim than đất mép chống ha mấy anh ha cái địa chỉ cũng như là cái số điện thoại của em thì em để ở trên giữa cái màn hình này các anh cũng xem rồi ha thì bây giờ em sẽ bắt đầu em ra những cái con than đất này cho các anh xem anh em nào mà mấy anh em thì có thể liên hệ lại với em cái số điện thoại hoặc là cái địa chỉ ở bên bên ở bên trên cái màn hình có thể qua bên nhà em lựa thoải mái ha ưng ừ, con nào thì bắt con đó giá là 100 ngàn và riêng cái dòng chè than đất này anh em nào mà ở xa nếu mà có mua thì vui lòng mà phụ phí xe ôm giúp em ha, tại vì cái con chim này nó chỉ có 100.000 ngàn thôi, đó cho nên là em không có ship được cho các anh. Còn những cái dòng chim khác thì em có thể ship đi tỉnh cho các anh, vấn là bình thường ha. Em không có nói các anh phụ phí xe ôm cho em. Các anh chị có thanh toán tiền à, tiền cước khi mà em vận chuyển từ các cái chành xe về nơi các anh thôi. Đó, nó nói rõ ràng như vậy thì các anh. À, xem các anh khỏi phải hỏi điện thoại gọi điện thoại lại nó mất thời gian ha và cái điện thoại của em các anh gọi nhiều khi nó cũng hơi khó tại vì do do là rất là nhiều gọi cho nên là cái máy của em nó cứ hay bận thôi à, bởi vì em xài chỉ có một số điện thoại thôi em không có thay đổi số điện thoại nào khác cho nên nhiều khi ba bốn người gọi một lúc cho nên là nó sẽ rất là khó thì anh em thông cảm cái vấn đề này giúp em ha. Hôm nay là ngày thứ bảy rồi Mà ngày tháng thì em nói chung em cũng không có nhớ rõ lắm Đó, những cái con than đất em bắt ra cho các anh xem ha Chim vẫn còn lông phèn là lông truyền đó các anh ha Cái lông phèn đó Rồi sau khi mà em đã ra than đất xong rồi Thì bây giờ em sẽ ra những cái dòng chim lớn ha Thì hôm nay có thanh lam nè Có chè than, có chè lửa Rồi có thanh tước Rồi ở bên này thì hình như là thanh lam là nhiều ha bên này là thanh lam là thanh tước là lửa đó nói chung là có hôm nay về cũng năm sáu loại chim hót thôi thì em chủ yếu ở đây em chỉ có bán chim hót thôi đây bây giờ em sẽ tách những cái thùng này ra ha em tách những cái thùng này ra cho nó thấp thấp một chút xíu để mình dễ làm việc ha mấy anh ha <laughs> Ồ oh, cái tình hình bữa nay nó cũng rất là căng thẳng ha. Số 8 nó nó chưa tới, nó ấy nó số 8 tới rồi, giờ số số 9 chuẩn bị tới nữa rồi ha. Trời hôm nay em đi lấy chim nó rất là âm u. Và hôm nay em cũng lên cái uh, video này nó hơi trễ thì mong mấy anh thông cảm. Do là dạo này em là gà chống nuôi con rồi. Cho nên uh, lên clip nó hơi trễ thì uh, mong tất cả mọi người thông cảm giúp em ha đó thì um, nãy giờ em cũng có nói rồi cái số điện thoại hay là địa chỉ gì á thì em sẽ để ở bên dưới màn hình do là cái lúc đầu em ra những cái con than đất nó nhỏ thì em sẽ để ở bên dưới màn hình còn uh, bây giờ em ra những cái con chim lớn thì em sẽ để địa chỉ và số điện thoại nó ở bên dưới cái màn hình ha anh em nào xem yêu mến em thì có thể gọi điện thoại cho em rồi chim gì em sẽ báo chim gì còn những anh em nào ở xa nếu mà muốn ghé bên nhà em thì vui lòng gọi điện thoại trước giúp em Tại vì nhiều khi các anh ở xa qua bên nhà em mà nó không còn chim thì mất công mất thời gian của các anh tốn tốn kém thời gian của các anh và tiền xăng tiền cổ nữa rất là nhiều cái gọi là rất là nhiều cái tốn nhiều khi qua bên đây không có những cái con chim mình mong muốn những cái con chim mình ưng ý thì lại lựa những cái con chim khác nữa thì lại nói chung là nó lại phải tốn thêm một cái khoản nữa đa số là những anh em chơi chim là như vậy nhiều khi muốn mua con than mà thấy con than không có mà thấy con lửa đẹp quá thì lại mua con lửa đó đó nó trốn lại tốn như vậy rồi ok thì bây giờ em sẽ ra cái con lửa mép đầu tiên ha con này lồng ống nó đang rất là nhiều ha đang ra lông ống luôn nè à. đó để em thổi ra cho các anh xem ha À, lông đuôi nó không dài thì cái giá lửa mép ở đây em sẽ bán giá là 350.000 Một con chim lửa mép và chim này hoàn toàn chưa bô cám Chim này là chim mới hoàn toàn 100% từ rừng về cho nên chim chưa bô cám Và những cái con chim đắc nông như thế này Chim thì các anh uh, vừa qua các anh mua chim của em rồi à, Các anh khách hàng, những khách hàng mà đã mua chim của em rồi Thì cũng biết dòng chim ở đây em bán nó rất là dễ chơi ha đó, đây là cái con lửa mép luôn ha Nhưng mà đuôi nó không có dài Thì cái giá chim mà đuôi nó không có dài là 350 một con chim lửa mép Con này đuôi nó khoảng chừng 16 mấy hay 17 gì đó Do là những cái con chim đuôi ngắn thì em sẽ không có đo đuôi ha mấy anh ha Thì cái giá chim đuôi ngắn không đo đuôi là 350 ngàn một con chim chích trẻ lửa chống ha Còn chim máy, chim máy nếu mà chim truyền là 200 Còn nếu mà chim bội thì một trăm rưỡi con lửa mái hay con lửa trống gì cũng vậy nếu mà con đuôi dài đo đuôi thì nó cái giá nó sẽ khác và những cái con chim mà đuôi ngắn thì cái giá nó sẽ rất là bình dân cho tất cả mọi người ok à, sau khi ra hai cái con chích và lửa trống rồi bây giờ em ra những cái con thanh lam ha mấy anh ha thanh lam thì các anh cũng biết rồi cái con thanh lam trống nó sẽ rất là đẹp màu xanh rất là đẹp luôn ha thanh lam trống và cái dòng này nó hot cũng rất là hay và nó ăn uh, ăn uh, ăn côn trùng và ăn trái cây ha mấy anh ha thì uh, thường đó là những cái con thanh lam này em sẽ cho nó ăn chuối ăn chuối hoặc là ăn đu đủ ăn xoài nói chung là những cái trái cây nào mà ngọt ngọt mềm mềm là nó sẽ ăn thôi và cái size của cái con thanh lam này nó rất là to ha nó to hơn con họa mi nữa rồi cái con này là con trống ha đó các anh thấy cái con trống thì cái màu lông của nó rất là đẹp ở phía dưới cổ nó là màu đen còn ở trên của nó nó sẽ là màu xanh cái màu xanh này thì em cũng bị loạn cái màu rồi em không biết tả cái màu xanh đó là màu xanh gì nhưng mà nói chung là trông nó rất là đẹp rồi chút xíu cái thùng này là thùng này hoàn toàn bốn con thanh lam ha bốn con thanh lam trống thì ở trong này nó có hai con thanh lam trống truyền ha có hai con thanh lam trống truyền con này là con bội rồi những cái con mà nó lên xanh hết như thế này gọi là con bội còn những cái con truyền là nó chưa có chỗ lên xanh thì em cũng chỉ cho các anh xem cái cách uh, phân biệt giữa cái con chống truyền và cái con mái tại vì hai con này thì tương đối nó giống nhau còn uh, những cái con mái bội với con chống bội thì các anh có thể phân biệt màu sắc còn những cái con truyền thì nó có một cái đặc điểm riêng các anh có thể phân biệt hoặc là các anh đi ra những cái tiệm chim thì các anh cũng có thể nhìn vô là các anh biết cái con này là con chống truyền hay là con mái nói chung nhìn nó rất là dễ ha nãy nãy em quên em không có để em quay cái thùng này lại cho nó dễ ha tại vì nó hơi ngược tay chút xíu rồi do là vướng cái điện thoại đang quay cái clip nữa cho nên là bắt chim nó hơi khó để em quay cái thùng này lại em sẽ bắt cái con trống truyền này ra cho các anh xem ha đó đây là con trống truyền ha mấy anh ha đó cái màu xanh của nó đang lên rồi thì nhìn cái màu lông thì có thể dễ biết rồi rất là dễ ha nhưng mà các anh cái điều đặc biệt các anh muốn phân biệt cái con trống và con máy thì các anh nhìn cái màu mắt của nó con mái của con mái thì cái màu mắt nó sẽ lợt hơn là cái con trống con trống thì cái màu mắt của nó nó sẽ đỏ hơn nó đỏ tươi hơn cái con mái con mái thì nó nó màu đỏ nhưng mà nó đỏ đậm đậm nó không có tươi ha đó như các anh cũng thấy rồi ha lồng nó đang lên xanh rất là đẹp con chim trống truyền thanh lam truyền trống ha à, cái giá thanh lam truyền chống này hay là thanh lam bộ gì cũng vậy nó cũng chỉ có một giá thôi giá nó là 450.000 một con chim thanh lam ha mà các anh ha anh em nào mà có nuôi av thì thả những cái dòng này nó sẽ rất là đẹp ha nó màu xanh nó đẹp lắm rồi hoặc là các anh có thể mua nguyên cặp về nuôi thả vi cho nó có cặp hoặc là nó cũng có thể ha nếu mà mình nuôi ở một cái điều kiện nuôi tốt chuồng chiếc rộng rãi hay là đồ ăn đồ uống nó đầy đủ chất thì nó vẫn có thể sinh sản được ha mấy anh ha đó như các anh thấy con này nó đang lên màu ha đó con này con truyền chống nha mấy anh nha Tại vì vừa qua có một số anh em Người ta nhìn thấy cái con này mà người ta không có để ý kỹ Người ta kêu em là cái con này là con mái Mà sao lại đi nói con trống đó Do là em bắt chim ra, em ngó chim Tại vì nó có những cái đặc điểm uh, Để mình phân biệt được cái con trống và con mái Nó cũng rất là dễ chứ không có phải là khó Nhưng mà do là mấy anh xem clip rồi mấy anh không có biết được cái con trống con trống truyền và con mái mà kêu em sao lại nói là cái con uh, còn chọn cái gì con mái mà sao lại đi nói con trống đó cho nên là những anh em nào mà có xem clip ấy thì chịu khó để ý ký một chút xíu hoặc là nghe em nói thí dụ như em nói là con trống là con trống còn con mái là em sẽ nói con mái chứ không bao giờ mà con chim mái mà em đi bán giá con chim trống ha thì chút xíu em cũng sẽ có chim mái cho các anh luôn anh em nào mà có mua chim trống rồi mà chưa có chim mái thì có thể liên hệ lại với em hoặc là đến nhà em, nói chung là cái địa chỉ hay là tất cả mọi thứ em sẽ đều để ở trong cái video này, rất là đơn giản ha. Đó thì bây giờ em sẽ tiếp tục em ra cái thùng này, cái thùng này là thùng máy nè các anh ha. Thì em sẽ ra những cái con máy này cho các anh xem. Thì cái giá chim máy ở đây em sẽ bán giá là 250.000 một con thanh lam máy ha mấy anh ha. Thanh lam máy giá là 250.000 đó. Như cái con này là con máy nè. Có các anh thấy ha, cái mặt cái mái thì cái màu lông nó sẽ lợt hơn cái, cái con trống ha. Hồi nãy các em cũng vạch lên cho các anh xem rồi. Con trống thì màu nó sẽ tươi hơn con trống truyền. Còn con này con mái nè. Các anh nhìn kỹ ha. Cái màu mắt của nó sẽ không có đỏ tươi được như cái con trống đâu ha mấy anh ha. Rồi, sau khi ra những cái con thanh làm trống rồi lùi thùng mái rồi bây giờ nó cũng vẫn còn một cái con mái nữa. Một con thanh lá mái nữa thì em sẽ ra luôn cho nó xong ha. Hôm nay à, thứ bảy rồi nói chung là cũng hơi gấp nếu mà chiều nay chiều nay nếu mà không có vấn đề gì xảy ra thì em sẽ nghỉ sớm ờ, em sẽ không có bán chim buổi chiều hôm nay ha do là em chiều thì thường em thứ bảy hoặc là chủ nhật thì em sẽ đi lễ ở nhà thờ nhưng mà do là bữa nay lại gà trống nuôi con rồi không biết là chiều nay có đi lễ được hay không nói chung là do do mình hết mình đi được hay không là do mình hết mình phải sắp xếp thời gian và cái công việc của mình ha chơi gì thì chơi mình sống là mình phải có một cái đức tin đạo nào cũng là đạo mình phải có một cái đức tin và mình phải phó thác cái đức tin đó của mình cho bề trên ha đạo nào cũng vậy thôi rồi ok tiếp tục không có liên thuê nữa thì à, sau khi cái con thanh lam mái hồi nãy là là kết thúc rồi ha bây giờ em sẽ bắt cái con chim này ra và em sẽ báo giá cho các anh xem luôn ha rồi cái điều em muốn nói ở đây là những anh em nào ở tỉnh thì vui lòng chuyển khoản giúp em em mới chuyển chuyển chim nha mấy anh nha ở đây là cái con thanh tước truyền trống ha chim này nó chưa có chỗ lên hết nó mới bắt đầu nó nó chỗ lên cái cổ đen thôi rồi tiếp tục cái câu chuyện mà chuyển khoản thì anh em nào ở tỉnh thì uh, các anh cũng biết rồi anh, nếu mà các anh mua hàng ở trên mạng thì các anh lựa những cái người nào uy tín các anh mua đó, ví dụ như các anh mua ở trên Lazada hay là trên Shopee gì cũng vậy thì các anh tìm một cái sản phẩm nào đó thì các anh phải xem là cái cửa hàng đó nó có bán được nhiều sản phẩm hay không. Nếu mà cái cửa hàng đó nó bán nhiều sản phẩm. Ý là một sản phẩm mà nó bán rất là nhiều thì chứng tỏ là cái cửa hàng đó nó uy tín. Giống như em ở đây em bán chim cũng vậy, em đăng lên thì ngày nào anh em cũng xem clip. Đó và cái số điện thoại hoặc là cái địa chỉ thì nó sẽ không bao giờ thay đổi nó chỉ có một số thôi còn những anh em nào mà mua hàng ở trên mạng mua online ví dụ như là mua trên Facebook ha thì các anh mua chim thì đa số ở trên Facebook phải nói là rất là lâu rồi cả 7 8 năm trước rồi những cái vụ mà lừa đảo coi như là chuyển tiền xong rồi không chuyển chim nó rất là nhiều hoặc là có những cái trường hợp chuyển chim rồi nhận chim rồi mà lại không chuyển tiền. Đó cho nên là người mua và người bán thì nói chung là lừa nhau mà sống rất là nhiều. À, còn em ở đây thì em bán ở trên YouTube như thế này thì có địa chỉ có số điện thoại và cái địa chỉ và số điện thoại của em sẽ mãi không bao giờ thay đổi. Cho nên anh em nào mà mua chim thì hoàn toàn yên tâm ha. Đó cho nên những anh em nào ở tận thì có thể chuyển khoản giúp em rồi em sẽ chuyển chim chứ em không có nhận tiền nhà xe. Đây là cái con chim chích kè lửa mái ha mấy anh ha đó như con máy truyền này thì là 200 000 một con chim máy truyền này ha chích truyền lửa mái truyền chim còn đang ra lông đuôi luôn nó rất là đẹp mét vàng khe luôn rồi cái thùng này hết rồi em sẽ tiếp tục em ra những cái thùng tiếp theo hôm nay hình như là khoảng chừng 10 thùng thôi không có nhiều 10 thùng thôi nhưng mà nó không có nhiều loại chim đó nghe 10 thùng nghe có thể nó rất là hoành tráng nhưng mà thực tế ra thì chẳng có nhiều chim đâu do là ở đây chim em lấy từ những cái người thảo bẫy ha chứ không phải đi mua đầu này chạy đầu kia để mà về có chim bán cho anh em đó cho nên chim ở đây nó rất là dễ chơi tại này nó hoàn toàn là những cái con chim bẫy đấu hết ha mấy anh ha đây là cái thùng uh, thùng chích chuột than ha thì hôm nay sẽ có bốn con chích chuột than trống và một cái con than mái rồi hai con chim huét lửa, rồi hai con chim chào màu bẫy đấu. Đó. Tất cả chim bao nhiêu bao nhiêu thì đêm hôm qua thợ đi rừng về có báo cho em hết rồi. Cho nên nhiều khi em chưa ra chim mà em biết trong thùng nó có những con chim gì chim gì rồi. Cho nên à, mấy anh yên tâm ha. Chim này rất là dễ chơi luôn. Đó, bây giờ em sẽ bắt những cái cái cái, cái con than trống này ra cho các anh xem ha. Đó đây là có con than chống mép ha con đầu tiên con này thì à, cái lông đuôi nó hơi ngắn một chút xíu nhưng mà cái con chim này con chim nó xòe ha mấy anh ha thì cái giá than mép ở đây em bán giá luôn luôn là 350 trăm năm một cái con than mép chống ha những con than này rất là dễ chơi và cái cách của các anh về vô cám cho nó cũng rất là nhanh luôn như em ở đây là em hoàn toàn em cho anh cám bột cái cám ở dạng bột nha mấy anh nha rồi sau đó em cắt dế ra cắt cái con dế ra làm đôi á mình cắt chọc cái con dế rồi mình bỏ vô bột mình lắc lắc lên có thể là một ngày hai ngày là nó sẽ ăn cám thôi ở đây em nuôi chim nó chỉ một hai ngày là nó ăn kém rồi còn không biết là nói chung là cái 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 vô cách vô cám thì mỗi người nó có một cái cách vô nó hoàn toàn nó khác nhau chẳng ai giống ai hết giống như cái bàn tay của mình ngón ngắn ngón dài ha có người thì người ta sẽ trộn sâu rồi có người người ta sẽ trộn à, trứng à, chứng kiến đó còn như em ở đây em nuôi thì em cho ăn cám bột, em cắt dế ra em trộn vô cho nó ăn thôi. Đây là cái con than mái ha. Con than mái này xòe rất là to. À, cái giá than mái là 150 ngàn nha mấy anh nha. Giá than mái là 150 ngàn. Chim rất là dễ nuôi, rất là màu chơi. Không phải em em tôn vinh, em quang vinh cái, cái, cái dòng chim đất nông này nhưng mà... À, theo cái cái sự cảm nhận của em đó là em đã nuôi những cái con chim này và em cũng cảm giác được những con chim này nó rất là nhanh chơi và rất là dễ chơi luôn ha à, đây là cái con chim hoét lửa truyền trống ha thì chim hoét lửa truyền trống em bán luôn luôn em bán giá nó là 700 ngàn một cái con chim như thế này và những cái con chim như thế này các anh nuôi nó sẽ rất là nhanh chơi có thể hai tháng tới ba tháng là nó có thể hót gió và từ từ mình nuôi cho nó quen nhà quen chủ hoặc là nhà mình có nhiều chim thì nó sẽ mau sung thôi chứ không phải như những cái người bạn ở trên uh, trên mạng rồi những cái người ở trên Facebook người ta nói nuôi phải cả năm hai năm thì nó mới hót thì cái đó là nó hoàn toàn nó không có đúng thôi các anh ha tại vì em bán những cái con chim hét lửa này rất là nhiều rồi và em cũng có được những cái sự phản hồi của những cái những người anh mà đã mua chim hoét lửa về rồi có phản hồi lại cho em là có người một tháng có người một tuần có người hai tháng thì cái đó là mình không thể nào mình nói chính xác được ha mấy anh ha đây con này còn than máy xòe to lắm hồi nãy em em nói lột con than máy ha đây mới là con than máy ha cái dòng than máy mà xòe to như thế này Mà kiếm thêm một cái con trống mà xòe giống như thế này và nuôi ghép thả av nuôi sinh sản sẽ rất là phải nói mai mốt nó ra những cái dòng giống của nó sẽ rất là ok ha đó xòe rất là to phải nói là giống như cái bàn tay mình xòe ra, không thể nào xòe ra được nữa. Đó, cái hoàn thành máy như vậy chỉ có 150 000 thôi. Hôm nay nói chung, <laughs> hôm nay chim không nhiều nhưng mà nó sẽ mất thời gian rất là nhiều do là cái thùng chim như thế này các anh các anh cũng để ý rồi ha. Chim có mấy con thôi nhưng mà đóng cái thùng nó rất là to luôn. Cho nên nhiều khi mình bắt nó cũng hơi mất thời gian chút xíu. À, đó là những cái con than mép ha chim rất là đẹp luôn Đấy Giống như cái con này nè Cái mặt nó nhỏ xíu ha. Cái mặt này thì cái anh nuôi nó sẽ rất là nhanh Cái mặt nó nhỏ như thế này nè Nuôi nó sẽ rất là nhanh Để em xem coi còn không Hình như là vẫn còn một cái con xòe to lắm Đấy cái con này nè Cái con này thì Rất là to Xòe cũng to luôn nè Con này nè Đấy giữ chim luôn thọt tay vô là nó mổ 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 đó các anh thấy ha móng miết đầy đầy đủ hết em ra chim lúc nào cũng vậy em luôn luôn em kiểm tra mắt móng mũi đầy đủ hết rồi có những cái con mà thả vô học nó không có chịu đứng nữa cơ nó còn nằm cơ đó những cái trường hợp như vậy là đa số em để em nuôi thôi Nói chung ở đây em bán chim, em lựa chim Nhưng mà em không có nuôi chim Cho nên các anh yên tâm ha Chim gì em đưa chim đó chứ em <laughs> Nếu mà giống như các cái tiệm chim Mà cứ lựa những cái con chim đẹp đẹp Mà bỏ lên lồng thì thôi chứ Các anh làm sao mà mua được Và các anh nếu mà các anh có mua được Thì giá cũng trên trời dưới đất Cho nên em ở đây em chơi chim Là em biết bán chim thôi Không có tuyển lựa lại nuôi Cho nên nhiều anh uh, Phải nói là có rất là nhiều anh luôn Kêu là ủa bán chim nhiều chim đẹp như vậy mà ở nhà không có chim đẹp để bán ý là những cái con chim đã lên lòng rồi nuôi để bán á dạ thưa với mấy anh ở đây em không có lên lòng em bán em đều bán giá đồng giá hết cho các anh luôn ha những cái con chim em bắt ra như thế này anh em nào gọi sớm thì có chim đẹp gọi trễ thì nói chung con chim nó không có được đẹp thôi chứ không phải là chim xấu ha chim vẫn đầy đủ hết còn những cái con chim tật lỗi thì em sẽ chỉ có bán nửa giá cho các anh thôi à, đây là cái con chim chào màu bảy đấu ha thì hôm nay chỉ có hai con chim chào màu quẩy đấu thôi cái con này là ngày hôm qua gửi cho em nhưng mà gửi không được lý do là khi mà bạn của em người em của em đóng bắt ra đóng thùng nhưng mà nó bị xảy ra thì hôm nay bắt lại được con này ha con này thì nghe nghe thằng em của em nó nói thì cái con này nó xảy ra nó ché rất là dữ nè cái con đầu tiên ha hôm nay chỉ có hai con thôi với lại một cái con má lỡ thì cái con má lỡ này thì cái gốc mồng nó rất là to và nó chơi rất là đẹp đó hôm nay chỉ có hai con thôi bây giờ em sẽ chuẩn bị em bắt um, để, để em cho nó ăn cái đó em cho lên học cho nó ăn rồi em sẽ bắt cái con má lỡ này ra cho mấy anh xem ha cái con má lỡ này cái gốc mồng phải nói là rất là to to như cái ngón cái luôn chim rất là chơi cái nét chơi rất là tung tăng đó tại vì những cái con chim bẫy đấu như thế này thì mình mới biết được cái nếp nó chơi như thế nào còn những cái con chim mà như các anh mua ở ngoài tiệm chim hay là những cái bựa chim á mà người ta để trong những cái lồng chứa mà các anh ngồi lửa thì những cái con chim đó nó rất là hên xui ha nó cũng có chim hay có chim dở chứ không phải là 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 không có chim hay nhưng mà mình ngồi lửa nó rất là khó đó, thì cái giá ở ngoài tiệm thì người ta bán cũng hai trăm rưỡi trở lên một con chứ không có cái giá rẻ đâu nếu mà giá rẻ thì chắc 95% phần trăm là máy rồi đó, còn những cái lồng chứa như vậy nó vẫn có chống có mái. Nó rất là hên xui ha. Đây, còn bên này là một cái con chim hét lửa truyền nữa nè. Đó thì hôm qua em em nó cũng có báo rồi ha. Con chim hét lửa truyền ha. Đó. Mép còn vàng khe luôn nha mấy anh. Bữa nay chơi liều luôn thử cho nó ăn chuối thì xem nó ăn không <laughs> thường cái hét lửa này thì nó ăn côn trùng và mình tập cho nó ăn cám ha chứ cái chim này thì nó sẽ không có ăn trái cây em chỉ có nghịch nghịch em em cho nó cắn cắn vậy thôi nhưng mà đôi khi nó đói thì nó cũng vẫn hành bình thường ha mấy anh ha. Rồi thì uh, hôm nay nó chỉ có một số nhiêu đó chim thôi. Anh em nào mến em thì có thể liên hệ lại với em cái số điện thoại ở bên dưới cái màn hình. Rồi ok hết rồi ha. Rồi bye bye xin chào hẹn gặp lại tất cả mọi người ở trong cái video tiếp theo. Chúc tất cả mọi người một cái ngày cuối tuần thật là vui vẻ hạnh phúc, bình an trong cuộc sống cũng như là trong công việc hàng ngày bên gia đình. Rồi bye bye xin chào hẹn gặp lại tất cả mọi người. We'll be right <laughs> back.